Cho nên bên thiền người ta có vẽ 10 bức tranh gọi là chăn trâu, cũng nằm cái ý này. Thế ban đầu nữa thì cái hành giả đi tìm trâu, nhưng mà tìm ở đâu? Tức là tìm ở cái dấu chân trâu. Thế nên bây giờ đó, ta tìm bổn môn là ta tìm ở tích môn. Thế nên tích môn đó là gì? Tức là cái kinh Vô Lượng Nghĩa. Kinh Vô Lượng Nghĩa dạy cho Bồ Tát những pháp bí yếu của các Như Lai. Cái kinh Vô Lượng Nghĩa này là dạy cho các vị Bồ Tát những cái điều bí yếu để mà tìm Như Lai, để mà tu theo Như Lai và chứng quả Như Lai. Cái này chính. Thế nên mấy cái chữ này là rất là quan trọng. Thì bây giờ nếu chúng ta tìm những cái gì mà gọi là cái pháp của Bồ Tát hành trì, mà đó gọi là bí yếu của Như Lai, tức là cái không thể nói được. Thế nên trên bước đường tu hành chúng ta không thể nói được, chúng ta cũng không thể biết được. Ngay như Thầy nói đó, là bây giờ đó, Thầy xây dựng cái chùa Quy Nghiêm này được như thế này đó, Thầy cũng không thể biết được. Thầy biết được tại sao mà Thầy xây dựng được cái chùa này. Các Phật tử nên nghiệm, tức là những cái mình không thể biết được, nhưng mà sự thật á, thì nó vẫn có cái chùa này. Thì sao vậy? Thầy nói hơn 100 năm về trước, Hòa Thượng Hồng Tính tới cái chỗ khu đất này, lúc đó nó còn làm cái đầm sình lầy thôi, chưa có khai phá. Nhưng mà tự nhiên Ngài chọn cái chỗ này để Ngài mua đất cất chùa. Thì khi mà Thầy ở bên Nhật về đó, thì Hòa Thượng ở trên Tổ Đình Quy Nghiêm mới dắt Thầy xuống đây, chỉ cái khu đất mà chỗ mình đang ngồi. Nói ngày xưa nữa là Tổ tới đây mua và muốn cất ở đây ngôi chùa, nhưng mà không làm được. Thế nên tự nhiên khi mà Hòa Thượng nói như vậy đó, thì trong cái lúc đó, trong cái trí của Thầy đó, trong cái thức của Thầy đó, Thầy nhìn thì thấy đây là ngôi chùa. Tức là thấy đây nó đã có một cái ngôi chùa mà lúc đó Thầy gọi là ngôi chùa tâm linh. Tức là nhắm mắt lại thì thấy, nhưng mà mở mắt ra thì biến mất. Thế nên ngôi chùa mà chúng ta có ngày nay. Cho nên thiết kế cái ngôi chùa này là thiết kế theo cái tâm thức của Thầy. Cho nên người ta nói là không biết cái chùa này Thầy cất theo cái kiểu của Tàu, của Nhật hay của Việt Nam hay của ai, không giống ai hết. Phải không? Thế nên các Phật tử đi tới đây là nhìn thấy. Thế nên vật liệu thì có thể là dùng của Tàu, của Nhật, của Việt, của Hàn, đủ thứ tập hợp lại. Nhưng mà cái kiến trúc này nữa, thì tất cả các Phật tử đi khắp không có thấy chỗ này. Đây là kiến trúc theo cái tâm thức của mình. Cho nên ở đây nữa, chúng ta mới thấy cái tầng mà dưới chót nhất, cái chỗ đó để mà chúng ta tập hợp Phật tử, chư tăng ở đây làm gì? Tức là sinh hoạt đời thường. Có nghĩa là ở đây chúng ta còn ăn uống bình thường. Đó là con người. Con người thì có sống thì phải có ăn uống. Nhưng mà tới đó nó Thầy bắt đầu là hạn chế. Ai vào trong chùa này đó là không được nói chuyện. Thế nên tất cả các Phật có nhớ cái điều đó. Tức là ai vào ở trong cái chùa này nữa thì không được nói chuyện nữa. Không được mở điện thoại di động, không có này. Tức là hoàn toàn phải giữ yên lặng. Thế nên khi nào mà yên lặng rồi nữa, thì lúc bây giờ đó chúng ta mới tuần tự đi lên. Thế nên lên tới cái giảng đường này, rồi chúng ta lên tới cái điện Phật ở trên. Đây nó có từ tầng. Cho nên cái tầng dưới chót đó là tiêu biểu cho con người chúng ta. Nhưng mà đi vào đạo, đi vào bổn môn đó, thì từng bước đó ta lại nâng lên. Tại vì từ con người, nhưng mà bắt đầu đó chúng ta tách rời cái sinh hoạt của con người để chúng ta đi vào thế giới của hiện thánh và của Phật. Đây ta gọi là cái thế giới của tâm thức, mà Thầy nói là bước vào cái ngôi chùa tâm linh của mình để tu theo bổn môn là cái vậy đó. Thì khi đó
chúng ta lên cái tầng thứ hai. Cái tầng thứ hai thì không có Phật tử. Tầng thứ hai ở trong thì quý vị thấy chỗ đó là chỗ ở của chư Tăng. Chư Tăng tức là tiêu biểu cho cái người xuất gia rồi, tức là tu hành rồi, cách ly trần thế rồi, để người ta có một cái đời sống về tâm linh. Cho nên cái điều kiện tu trong cái chùa này nó cũng khác hơn cái chùa khác. Thế nên ở trong cái chùa này nữa, quý vị thấy chư Tăng là thầy không cho giữ tiền, thầy không cho sử dụng điện thoại, thầy cũng không cho tiếp xúc với mọi người, tức là cái thế giới riêng, thế giới riêng của người tu. Cái thế giới của người đời và thế giới người tu đấy, cho nên tạo thành cái thế giới riêng để lần lần cảm về cái đời sống tâm linh. Cho nên người đời vào đây thì cũng phải bắt buộc giữ yên lặng. Nếu mà ta không giữ yên lặng, ta mang cảm cái tâm trạng của người đời vào trong này nữa, thì chúng ta khuấy động cái thế giới tâm linh của đây thì tu không được. Cái chùa này chúng ta nói là khác hơn các cái chỗ khác là chỗ đó. Cho nên vào đây thì phải hoàn toàn giữ yên lặng. Đó là thế giới của chư Tăng. Lên cái tầng này của mình đây này, lên cái tầng này nữa, là đây là cái đại giảng đường. Để chúng ta vào đây thì chúng ta học Pháp thôi. Cho nên vào đây nữa, để nghe Pháp và suy nghiệm về Pháp, để chứng ngộ Pháp của Đức Phật, chứ không có cái khác này. Cho nên vào đây là chúng ta tuyệt đối yên lặng. Lên cái tầng trên nữa, cái đó là thờ các vị A-la-hán, các vị thánh, các vị tổ sư. Thì ngự tầng trên chúng ta nữa. Rồi nó mới lên tới cái tầng cao, tầng thứ năm nữa, thì đây nữa là Phật. Tầng đó là thờ Phật. Thế nên chúng ta thờ Phật ở tầng đó. Nhưng mà trên cái Phật đó, chúng ta còn 5 tầng ở trên nữa. Chúng ta còn 5 tầng ở trên nữa. Để trống không ở trên đó. Tức là cái thế giới đó không cho chúng ta lên nữa. Cho nên ở trên đó để cho chư thiên, thành cho chư thiên ngự. Cho nên các ngài đó thì lại không sống được với người thường. Tại vì Đức Phật nói là cái chư thiên á, cái tâm hồn họ thanh tịnh và rất nhạy cảm, cho nên không tiếp cận với người thường, người sống được. Cho nên để các ngài gia hộ ta, nhưng mà dành riêng cái chỗ mà ta tôn thờ ở trên. Đó là ở trên cái tầng trên. Thế nên những cái tầng trên đây là cái thiết kế theo tinh thần bổn môn Pháp Hoa. Đó là cái bước đầu ta tu. Thì ở trong cái mở đầu của bổn môn này đó, là đầu tiên ta đi vào cái cánh cửa ta gọi là cửa vô lượng nghĩa, gọi là vô lượng nghĩa môn. Đi vào cái cửa này, cái cửa vô lượng nghĩa là gì? Tức là Đức Phật chúng ta đó, khi mà Ngài hiện thân trên cuộc đời, Ngài thuyết Pháp, nó có một cái nghĩa rất là sâu xa ở bên trong mà phần nhiều chúng ta không thấy mà chúng ta cố chấp. Thành ra cứ nghĩ rằng Pháp của Đức Phật nói là chân lý. Mà Đức Phật nói với chúng ta, cái chân lý nó là chỉ có chư Phật chứng ngộ thôi. Cái chân lý nó không có trên cuộc đời này. Cái chân lý đó không thể nào mà cái người còn ở trong trần gian khổ lụy này mà có thể hiểu được cái chân lý và tiếp nhận được. Cho nên tất cả những cái gì Đức Phật nói ra, cái đó là phương tiện của Ngài thôi, chứ không phải là chân lý. Vì vậy đó mà cái người tu theo bổn môn Pháp Hoa đó, đầu tiên biết đó là phương tiện của Đức Phật. Cho nên chúng ta học cái phương tiện, nhưng mà ta không chấp vào phương tiện. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta gì? Giống như là cái người mà muốn vượt qua sông biển, qua sông, qua biển thì sao? Ta phải cần thuyền, bè, phải không? Ta cần tàu thì ta mới đi được. Cho nên cái phương tiện
Tức là cái pháp phương tiện để chúng ta nương theo đó chúng ta tu hành. Mà cái pháp phương tiện đó, tức là tất cả những cái gì mà của Đức Phật dạy chúng ta là phương tiện hết. Mà trong đó nó có một cái lời dạy rất là quan trọng: nếu giữ tâm cho thanh tịnh thì được vào thế giới Phật, mà để tâm loạn động thì vào trong sanh tử luân hồi. Cái yếu chỉ nó nằm chỗ đó đó. Cho nên cái tâm loạn động thì cái trường hợp dầu cái chuyện đó thiện, thiện biến thành ác. Cho nên có người nói sao suốt đời tôi làm thiện mà tôi vẫn thọ quả báo. Đức Phật nói là ta nghĩ là thiện, ta thấy là thiện, nhưng mà Phật thấy cái đó là bất thiện. Tại vì động loạn tức là ác chứ không phải thiện. Cho nên giữ tâm cho thanh tịnh thì gọi là thiện. Đây là ba đời các Đức Phật đều dạy giống nhau như vậy. Tại vì người mà giữ tâm cho thanh tịnh, tập trung lại một chỗ thì cái đó mới là thiện, mới đi vào Đức thế giới Phật được. Còn Đức Phật tùy duyên thuyết pháp, cái này là phương tiện hết. Cho nên khi mà Đức Phật tới Lục Quyển, Đức Phật nói khác. Đi tới Vương Xá, Đức Phật nói khác. Về Thành Xá Vệ, Đức Phật nói khác. Hơn 300 hội thuyết pháp, Đức Phật không có hội nào nói giống hội nào hết. Cho nên tất cả những cái này là phương tiện, là phương tiện của Đức Phật để đưa chúng ta ra khỏi cái nhà lửa tam giới này. Tức là ra khỏi cái tâm mà chấp vào trong cuộc sống này. Tại vì chấp vào trong cuộc sống này thì chúng ta bị cuộc sống này làm cho chúng ta khổ đau. Nên Đức Phật nói thiệt ra là không phải khổ đau, nhưng mà tự ta làm khổ cho mình thôi. Đây là trên bước đường tu. Nếu hãy giữ tâm thanh tịnh thì chúng ta vượt qua cái khổ đau. Mà tâm loạn động thì cái trường hợp này khổ đau bắt đầu theo đây sanh ra. Nên Thầy nói tất cả các Phật tử chúng ta đây, ta nghiệm lại chúng ta thấy. Ta nói trong cái thời kỳ chiến tranh á, phải nói là chúng ta nghèo đói chứ. Nghèo đói, bệnh tật, thức ăn không có, thuốc men cũng không có, nhưng mà ta vẫn sống không? Còn ngay bây giờ nữa, ta thấy ta hơn trong cái thời đó nhiều chứ. Cái cuộc sống ta rất cao, nhưng mà cái cuộc sống cao hôm nay đó không phải là người ta hạnh phúc không? Thế nên người ta vẫn khổ đau, người ta vẫn tội lỗi. Thì chính cái khổ đau này tự mình tạo lên thôi. Nên Đức Phật nói là tất cả các thầy tỳ kheo, họ không có một vật nào đáng giá hết, nhưng mà họ vẫn hạnh phúc. Các vị thánh A-la-hán thì cái trường hợp họ không có bất cứ một cái gì, nhưng mà họ vẫn an lạc. Thành cái an lạc, cái hạnh phúc đó, nó không lệ thuộc vào vật chất đâu, nhưng mà nó lệ thuộc vào trong cái cuộc sống chúng ta. Nên Đức Phật dạy chúng ta gì? Khi mà chúng ta có một cái nhu cầu mà được thỏa mãn thì chúng ta gọi là hạnh phúc. Cái người có nhu cầu mà được thỏa mãn là sao? Cái người đó vừa có nghiệp mà lại vừa có phước. Tức là có nghiệp mà lại có phước. Cho nên đây ta gọi là thiện nghiệp. Cho nên ta có cái nhu cầu đó. Thí dụ như bây giờ quý vị có một cái nhu cầu là muốn mua một căn hộ, nhưng mà ta sẵn có tiền ở trong ngân hàng rồi, cái phước ta có đây, cho nên ta có thể bỏ tiền ra mua một căn hộ ta ở nữa. Cho nên cái nhu cầu chúng ta, cái ham muốn của chúng ta, nhưng mà nó được đáp ứng là vì ta có cái phước, cho nên đây gọi là thiện nghiệp. Còn cái nhu cầu mà nằm ở trên cái tham vọng, tức là cái đòi hỏi trên cái phước báo chúng ta có, thì thường cái này không tới. Cái này không bao giờ tới với ta. Nhưng mà bằng cách này, bằng cách nọ, bằng thủ đoạn để mà tạo cho được cái này nữa, đây là nguyên nhân dẫn tới chỗ khổ đau, tức là tù tội. Đây chúng ta thấy cái này rất là rõ chứ. Cho nên chúng ta nhận ra được đây là cuộc sống. Nhưng mà cái con người có một cái nhu cầu, có một cái tham vọng được đáp ứng
thì coi như được hạnh phúc. Nhưng mà đâu phải lúc nào chúng ta cũng được đáp ứng, đâu phải cái nhu cầu nào cũng được đáp ứng. Thành ra cái tham vọng nó vượt lên trên cái mức cho phép thì đương nhiên cái này không đáp ứng được. Cho nên nó có những người ban đầu phước mình còn thì cái trường hợp này cái điều tốt lành tự nhiên nó tới. Nhưng mà khi hưởng hết phước rồi đó, Đức Phật nói là chư thiên mà hưởng hết phước rồi là bị đọa. Bị đọa thì cái nhu cầu này cũng không còn nữa. Cho nên cái nhu cầu này đó, nó cứ tăng trưởng. Cái nhu cầu nó càng tăng trưởng thì cái phước chúng ta nó sẽ tỷ lệ nghịch trở lại. Cho nên nó giống như là cái trường hợp đó, cái phước chúng ta là do chúng ta tạo nhiều đời, giống như cái số tiền mà quý vị tích lũy được bỏ vô ngân hàng. Nhưng mà cái nhu cầu tức là tham vọng chúng ta đó, chúng ta cứ tiêu xài. Cho nên chỉ có tiêu xài mà không bỏ vô nữa đó, thì cái kho này sẽ hết, tâm ngày nào đã hết. Mà khi cái kho này hết thì cái tham vọng chúng ta càng cao, tại vì ác nghiệp chúng ta càng sanh. Cho nên thường ta có phước thì ta dễ tạo nghiệp. Cái nghiệp tạo ra là do từ cái phước này. Cho nên cái nhu cầu chúng ta cứ mỗi ngày càng lớn thêm thôi. Ban đầu chúng ta không có chỗ ở, ta chỉ nói là tôi cần một căn hộ thôi, phải không? Nhưng mà khi quý vị có một căn hộ rồi đó, thì lại muốn có một căn hộ tốt hơn nữa. Cái muốn này nó cứ theo này nó tăng. Thành ra cái cầu nó càng tăng thì cái cung nó sẽ giảm xuống. Đây là trên bước đường tu, cho nên tới cuối cùng bị đọa hết. Mà bây giờ nên Đức Phật dạy chúng ta tu hành thì sao? Dạy chúng ta tu hành là luôn luôn lúc nào ta cũng tăng cái cung, chứ đừng có tăng cái cầu. Hãy giảm cái cầu xuống thì cái cung tự nhiên tăng lên. Tại vì một tháng chúng ta thu nhập được 10 triệu. Thành một tháng ta thu nhập được 10 triệu. Nhưng mà cái cầu chúng ta là chỉ độ 5 triệu thôi, thì cái thẳng dư ta còn chứ. Này Đức Phật dạy rất là rõ. Anh kiếm được 10 triệu thì anh nghĩ tới phải để ra mấy triệu tái tạo, rồi mấy triệu anh để phòng thân. Thế nên anh chỉ được quyền chi không quá 50% thì cái tích lũy này anh còn. Tức là cái phước chúng ta tích lũy thì lúc bây giờ chúng ta mới còn. Chứ còn nếu mà quý vị cứ đi vay mượn để mà tiêu nữa thì tới một ngày nào đó chúng ta sẽ không còn cách nào để thoát nữa. Thì cái vấn đề chết chóc tù đày sẽ tới với chúng ta mà thôi. Đây là trên bước đường tu. Cho nên trong cái kiếp này mà Đức Phật dạy chúng ta được làm thân người, có một cái đầu óc thông minh, có một sức khỏe tốt, được bạn bè quý trọng này, thì chúng ta phải biết trân trọng. Và ta nghĩ do cái phước đời trước chúng ta làm, cho nên bây giờ chúng ta mới có cái này. Nhìn thấy những người bạn khác họ không được như ta thì ta thương họ, ta biết là vì trong những kiếp trước họ không làm được những việc đó. Còn ta nhờ làm được cái việc tốt như vậy, cho nên bây giờ ta có kết quả này. Ta có một người bạn tốt, họ hết lòng với ta là vì sao? Vì họ đã từng là người bạn tốt của ta trong những kiếp trước. Ta đã từng làm một việc tốt với họ rồi, cho nên bây giờ gặp lại ta đó, họ sanh ra cái quý trọng và thủy chung với ta đi. Nhưng mà ta dạy khờ, ta đánh mất cái này đi. Thế nên Đức Phật nói là đánh mất cái tình bạn này là rất nguy hiểm. Cho nên cái quyến thuộc bồ đề đó, cái này rất quan trọng. Cái quyến thuộc bồ đề của ta đó, tức là bạn đồng tu, đồng học của ta đó, cái này rất là quan trọng. Nên Đức Phật nói là Bồ Tát thì phải có Bồ Tát quyến thuộc. Thế nên không có Bồ Tát quyến thuộc thì không làm gì được. Cho nên Đức Phật nói 84.000 pháp môn tu nữa, nhưng mà Đức Phật cuối cùng quy là cái gì? Tức là Bồ Tát quyến thuộc hay là tình bạn là cái này cao nhất. Ta làm được việc ta nhờ bạn, ta nhờ bạn, ta nên nhờ bạn giúp cho ta, cho nên ta mới được việc. Một mình ta không làm được gì hết.
Nhưng mà khi ta được việc rồi, ta quên những người bạn tốt, ta xử sự với họ như thế nào đó mà họ sẽ không còn chấp nhận được ta nữa, thì cái sự nghiệp chúng ta cũng sẽ trở thành mây khói sau đây. Đây là cái điều quan trọng nhất, mà đây gọi là pháp bí yếu của Như Lai là chỗ này. Thế nên Đức Phật nói là từ vô lượng kiếp hành Bồ Tát Đạo, Ngài xả thân ra cứu người, cứu vật. Cho nên bây giờ Ngài sanh lại trên cuộc đời này, tất cả những người mà được mình cứu đời trước, họ trở thành người tốt. Cho nên khi Đức Phật còn tại thế, Ngài tới một cái thành đó giáo hóa. Nhưng mà cả ở trong thành này nó đều không tiếp, nó đều bỏ đói. Thì Ngài A Nan mới nói là ngay như là vua Tần Bà Sa La mà còn kính trọng Đức Phật, còn những cái người giống dân tộc này đó, nó là cái gì mà nó dám xem thường Đức Phật. Thì lúc bây giờ đến Đức Phật mới nhập định. Cho nên Đức Phật mới nhập định thì Đức Phật mới nói với Ngài A Nan, nói sao? Tại vì ta không có nhân duyên với nó. Trong những kiếp về trước ta chưa từng làm một cái việc tốt cho nó, tức là không có nhân duyên tốt. Mà chưa từng làm một việc tốt thì làm gì mà nó đối đãi tốt với mình? Các Phật tử nghiệm xem. Cho nên khi ta có giúp một cái người bạn nào đó nên được công việc, thì khi mà họ gặp lại ta họ mừng chứ. Còn ta chưa từng quen biết, chưa từng giúp đỡ gì họ hết, mà bây giờ ta muốn họ tử tế với ta, thì chuyện này làm sao có được, phải không? Cho nên Ngài mới đi trở về tịnh xá, và Ngài bảo Mục Kiền Liên tới cái thành ở giáo hóa đó. Thì khi Ngài Mục Kiền Liên tới đó, thì nó mở cửa thành, nó tiếp đón, nó cúng dường nó xin quy y hết đi. Vì đây Đức Phật mới nói là cái nhân duyên từ trong quá khứ. Nên cái nhân duyên từ trong quá khứ, nguyên cái thành này là đời trước của nó là một tổ ong. Một tổ ong mà nó rớt xuống dưới nước, đáng lẽ là bị ướt cánh chết hết rồi. Ngài Mục Kiền Liên lúc đó Ngài tu ở trên núi, Ngài tu tiên. Cho nên Ngài mới nhìn thấy cái tổ ong như vậy rơi xuống, Ngài tự nhiên khởi lên cái tâm đại bi, mà Ngài vớt lên. Ngài vớt lên rồi Ngài chú nguyện cho nó, dùng cái công đức tu hành của mình chú nguyện cho nó đó, cho đàn ông. Cho nên cái chỗ này nên là chú nguyện nó quan trọng ở chỗ đó. Tại vì cái công đức mà chú nguyện đó, thì tất cả các cái loài thú không biết được hết. Thế nên tất cả các Phật tử nghiệm xem, khi mà một con vật mình nói tiếng nó có nghe được không? Nó không nghe được, nó không biết được. Nhưng mà mình thương nó hay mình ghét nó biết không? Cho nên mình thương nó biết chứ. Mình ghét nó biết. Nhưng mà nói nó thì chắc chắn nó không nghe. Nó không nghe ngôn ngữ, nhưng mà nó nghe qua được cái tâm của mình. Cho nên Ngài Mục Kiền Liên là cái người tu hành được năm pháp thần thông rồi. Do đó Ngài dùng cái thần thông đó giáo hóa cái công đức tu của mình đó mà Ngài chú nguyện cho nó đó. Cho nên nó tái sanh trở lại. Nó làm người hết đó. Nó làm người hết, nhưng mà cốt của nó là ong. Cho nên nó thường hay chích người ta, phải không? Ở đây các Phật tử có ai biết con ong không? Con ong nó có cái đuôi mà rất nguy hiểm, ai đụng nó chích mình. Đấy. Nhưng mà tại vì cái ơn cứu nó trong đời trước, cho nên nó nhìn nó thấy Ngài Mục Kiền Liên là nó xin quy y hết. Thành ra các Phật tử nói vậy. Cho nên Đức Phật đó là Phật quá hữu nhân duyên, duyên nhân là chỗ đó. Tức Đức Phật chỉ dạy được những người có duyên với Ngài thôi. Mặc dù Đức Phật là độ rất nhiều người, nhưng mà những người có duyên với Ngài đó thì Ngài mới độ được. Còn những người không có duyên đó, thì không thể độ được. Cho nên chúng ta biết đó, Phật mà còn như thế thì bây giờ đó, ta làm sao mà độ những người không có nhân duyên. Thế tất cả những người mà ở đây đó là vì có nhân duyên với Thầy hết đó, cho nên Thầy độ được. Nhưng mà không phải Thầy độ được hết tất cả.
Cho nên cũng có những người nói xấu, cũng có người chống phá, phải không? Có người chê bai chứ. Đây là chuyện đương nhiên rồi. Tức là những người đó, hoặc là ta chưa từng quen biết, ta chưa từng tiếp xúc, ta chưa từng làm gương tốt cho họ. Thì lúc bây giờ đó, làm sao mà họ có cảm thông với ta được? Còn tất cả những người này là vì quyến thuộc Bồ Đề. Trong những cái kiếp về trước, ta đã từng quen biết với nhau, ta đã từng sống trong một hội của một Đức Phật nào rồi, cho nên bây giờ sanh lại trên cuộc đời này gặp với nhau, ta coi như là thân quen. Thành ra thầy bạn cũng thân quen, pháp môn tu cũng thân quen, cho nên chúng ta mới có thể tới với nhau và hợp tác với nhau trên bước đường tu được. Đây là trên cái bước đường tu hành chúng ta nhận ra ngay được cái điều này. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên cái pháp bí yếu của Như Lai mà dạy các vị Bồ Tát là gì? Đối với thầy là tuyệt đối làm được cái việc gì tốt cho đời, cho người thì làm, nhưng mà đừng làm việc xấu. Thế nên Đức Phật dạy ba điều thôi: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tinh kỳ ý, phải không? Tức là ba việc này là quan trọng nhất của các vị Bồ Tát. Thế nên cái việc thứ nhất là cái việc có hại cho người, cho vật thì tuyệt đối chúng ta không nên làm. Tại này kết thành là quan nghiệp. Thế nên kết thành quan nghiệp. Cho nên Ngài Viên Án đã giết lầm triệu thố ở trong thời nhà Hán. Nhưng mà Ngài tu như vậy trải qua 9 kiếp sau, tới đời nhà Đường gặp lại đó, triệu thố vẫn báo thù. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta, dầu 100.000 kiếp về trước ta đã tạo nghiệp ác rồi đó, cái này cũng không mất đâu. Khi nhân duyên tới đó thì cái trường hợp quả báo phải trả thôi. Cho nên Viên Án đã tu 9 kiếp rồi, tu 9 kiếp rồi, từ đời nhà Đường, nhà Hán mà qua tới nhà Đường xa lắm. Chết đi sống lại, chết đi tái sanh lại, tu như vậy 9 kiếp rồi. Mà cái đời này nữa là Ngài là cái vị pháp sư rất nổi tiếng. Mới 13 tuổi mà vua Đường là kính nể, phong làm quốc sư rồi. Nhưng mà triệu thố vẫn đi theo báo thù. Đây là trên cái bước đường tu đó chúng ta nhận. Cho nên Đức Phật khuyên chúng ta là đừng bao giờ làm việc ác. Đừng bao giờ nói lời ác. Đừng bao giờ mà chúng ta có một cái ý nghĩ ác mà muốn hại người khác. Thì cái này đó là quả báo chúng ta không lường trước được. Cho nên tất cả mọi người chúng ta sanh trên cuộc đời này đó, sanh trên cuộc đời này đó, thiệt ra đó là cái nghiệp ác đời trước chúng ta nhiều. Cho nên đó, cái ý nghĩ ác của chúng ta đó khó đoạn lắm. Tại sao ta thấy một người mà không vừa ý chúng ta thì cái ý niệm ác chúng ta liền sanh ra, phải không? Vì vậy đó mà cái ý niệm ác của chúng ta luôn luôn sanh khởi. Ý niệm ác sanh khởi rồi đó thì cái quả báo ngay trong đời này hoặc là đời sau chúng ta phải bắt. Cho nên các Phật tử nghiệm xem, một người nào đó họ có nghĩ ác về mình đó, thì mình có bao giờ thương họ được không? Thì đương nhiên mình nghĩ ác, nghĩ xấu về một người nào đó thì chắc chắn họ cũng không thương mình đâu. Mà như vậy đó thì cái ác nghiệp này mỗi ngày mỗi tăng lên đó, rồi từ kiếp này sang kiếp sau, phải không? Cái này đó không bao giờ ngưng được. Đấy. Cho nên đó, Đức Phật nói cái chuyện mà muốn tu đó, thì tất cả các Bồ Tát là tuyệt đối những cái việc mà có hại cho người khác, có hại cho loài khác đó, thì chúng ta hoàn toàn không làm nữa. Cho nên không làm, không nói và không nghĩ tới. Đây là trên bước đường tu gọi là tịnh ba nghiệp của chúng ta lại đó. Tức là không suy nghĩ về cái chuyện ác. Nó vô tình hay là cố ý xúc phạm tới ta, ta coi như là gió thoảng mây bay, ta bỏ đi, ta không bao giờ nghĩ tới. Tại nghĩ tới một điều ác, phiền não bắt đầu nổi dậy, thì lúc bây giờ đó chúng ta sẽ có một cái ý niệm ác và đưa tấm hành động ác. Cho nên khi nào mà gặp một cái người nào đó mà họ nói cái điều ta khó chịu, ta ức lòng, phải không? Ta định đính chính hay là ta định nói lại, thì trong lúc thôi ta ngưng. Ta ngưng đi. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta nên lấy ân báo quán. Đừng bao giờ lấy quán báo quán.
Cái này không bao giờ hết được. Cho nên khi mà chúng ta tu thì chúng ta dừng lại. Ta nên dừng lại, dừng tâm lại, dừng lời nói lại, dừng hành động lại. Cho nên có nhiều người ta tu hành suốt đời không nói. Có người thì 10 năm không nói, có người thì 3 năm không nói, có người 3 tháng ta không nói. Ta làm thinh thôi. Tại vì nghĩ nếu mà nói ra thì cái trường hợp này dễ mất lòng lắm. Khi mà ta nói ra thì người này hiểu cách này, người kia hiểu cách khác. Thì lúc bây giờ thì dễ mất lòng. Cho nên tốt nhất là tôi không nói gì hết. Cho nên suốt đời không nói. Thì bây giờ đó, ai có thể nào mà bắt lỗi chúng ta cái chỗ này không? Lỗi chúng ta không nói không? Đây là trên cái bước đường tu hành chúng ta. Cho nên trận đứng lại, dừng lại, dừng cái ác nghiệp lại. Mà ác nghiệp này Đức Phật nói là trong cái suy nghĩ chúng ta ác, dừng lại. Lời nói chúng ta ác, dừng lại. Ta tính nói rồi nhưng mà ta nghĩ nó là không tốt, cho nên ta dừng lại. Cái hành động này có hại cho nên ta dừng lại, gọi là dừng ba nghiệp chúng ta lại. Ta nên trên cái bước đường tu hành, điểm này là điểm quan trọng nhất mà Đức Phật dạy các vị Bồ Tát, gọi là giáo Bồ Tát Pháp, tức là Kinh Pháp Hoa. Cho nên tất cả những cái quả báo xấu mà chúng ta đang có đây đó là do ác nghiệp đời trước. Cho nên do ác nghiệp đời trước, cho nên bây giờ cái quả báo nó tới, nó xấu cho chúng ta đây. Bây giờ đó, nếu mà ta dừng được cái nghiệp ác chúng ta đó, thì ở trong tương lai nó tốt lần. Trong tương lai đó, lần cái hạt nhân tốt mà chúng ta tạo rồi đó, thì thường đó, cái tốt này nó theo đó nó sanh ra. Cho nên đó, nếu mà suốt đời chúng ta mà ta không nói xấu người khác thì lúc bây giờ ta được cái quả báo gì? Cái người khác đó, có nói ta cái việc này việc kia đó, thì cũng có người khác họ đính chính cho ta. Thầy thấy cái này rất là rõ. Họ nói gì? Là nó chính là ông nói người ta, chứ tôi chưa bao giờ nghe người ta nói ông, phải không? Đây là trên bước đường tu, các vị dừng lại chỗ này. Dừng cái lời nói chúng ta, ta sẽ được cái quả báo ngay. Cái người mà cứ đi nói đó, cái người này nguy hiểm vô cùng. Tới cuối cùng nữa thì ta nói ra mình nhiều chuyện, mình ưa nói cái người khác, chứ còn chưa thấy ai nói về ông hết. Đây là trên bước đường tu hành. Cho nên đây là gọi là cái pháp bí yếu của chư Phật thành Phật, là dừng lại ba nghiệp. Tức là không làm việc ác, mà chỉ làm những cái việc có lợi cho người, để kết làm bạn tốt, và luôn luôn lúc nào cũng giữ cái tâm mình cho thanh tịnh. Đây là cái nguyên tắc tu chính của Đức Phật. Ở trong Kinh Vô Lượng Nghĩa gọi là dạy cho các vị Bồ Tát là vậy. Thì tất cả các pháp của Đức Phật nói ra gọi là 84,000 pháp môn tu, hơn 300 hộ chiếu pháp. Thì ta nghiệm lại gì? Đức Phật nó rút lại đó là chỉ có chừng đó thôi. Tất cả những cái điều mà Đức Phật nói là nhằm chặn cái việc ác của chúng ta và khuyến khích chúng ta làm cái việc lành. Cái thứ ba đó là tập tu thiền định, phải không? Giữ cái ý mình cho thật, tức là tập tu thiền định, tức là tập trung lại một chỗ. Đấy. Cái tập trung lại một chỗ đó, tập trung cái tâm chúng ta lại đó, quan trọng. Đấy. Nhưng mà con người chúng ta nên mình có cái nghiệp. Cái nghiệp là ưa nghe, phải không? Thích động. Ta nên thích động, cho nên hãy nghe cái chỗ nào có động thì chạy tới. Đây là nguy hiểm vô cùng, tức là hiếu động. Ta nên nghe cái gì đó thì cố nghe. Mà nghe nhiều, động nhiều thì cái này là sanh ra nghiệp và phiền não nhiều. Cho nên khi mà Đức Phật dạy cái này cho chúng ta rồi đó, 84,000 pháp môn tu mà Đức Phật dạy trong tất cả các kinh điển đó, đó là phương tiện để chặn cái việc ác chúng ta và khuyến khích chúng ta làm việc lành và giữ tâm cho thanh tịnh. Cho nên khi mà giữ tâm cho thanh tịnh rồi đó, thì đây là cánh cửa để đi vào bổn môn. Cho nên nó bảo rằng Đức Phật nói cái kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa dạy cho các vị Bồ Tát về cái pháp bí yếu của Như Lai xong rồi đó,
thì Đức Phật liền nhập ngay vào cái định vô lượng nghĩa xứ này. Ta nói bổn môn là vào trong định, tích môn là vô lượng nghĩa kinh, mà bổn môn là vô nghĩa định, vô lượng nghĩa xứ định. Đây là cái trường hợp, cái cánh cửa để chúng ta vào bổn môn này. Tức là phải vào định mới có bổn môn, mới có kinh Pháp Hoa, chứ không vào định thì không có được. Nhưng mà cái định vô lượng nghĩa này là gì? Đây là chúng ta phải thấy. Ta nói định vô lượng nghĩa có nghĩa là Pháp Hoa Tam Muội. Pháp Hoa Tam Muội tức là định vô lượng nghĩa. Chúng ta hiểu như vậy đó. Ta nói Pháp Hoa Tam Muội tức là khi chúng ta vào định với cái điều kiện thân chúng ta nó tinh khiết như hoa sen. Thân chúng ta tinh khiết như hoa sen, tức là không có tì vết gì hết. Tất cả những người chung quanh nó không ai chỉ trích chúng ta được hết. Cho nên trên bước đường tu đó, là quý vị đã từng làm cái việc dứt các điều ác và làm các việc lành rồi, và giữ tâm cho thanh tịnh một khoảng thời gian thì sao? Cái con người ta trở thành một con người tốt, con người không có tội lỗi, phải không? Tại không có làm việc ác thì làm sao có tội lỗi? Mà làm việc lành không, cho nên bạn tốt đối với ta có. Tâm của mình luôn luôn thanh tịnh. Cho nên ba cái việc này nó gom trở lại nó tạo cho chúng ta có một cái thân không nhiễm, vô nhiễm như hoa sen, thì lúc bây giờ mới vào cái định này được. Cái thân chúng ta mà không tinh khiết, mọi người nhìn thấy ta họ còn chê mặt này chê mặt khác, thì cái này chúng ta chưa vào kinh Pháp Hoa được. Cho nên cái điều quan trọng nhất muốn vào cái định vô lượng nghĩa xứ này đó, thì cuộc đời này nó muôn mặt, cuộc đời này nó muôn mặt, nó cám dỗ ta, nó gây khó khăn cho ta, nhưng mà ta như là hoa sen không dính nước, ta không bị cái cám dỗ của cuộc đời. Cho nên trên bước đường tu, cái điểm này điểm quan trọng nhất để đi vào bổn môn. Cho nên cái tánh ưa thích việc này việc kia, cái này ta cắt đứt hết rồi. Mà cắt đứt nó cho nên chỗ này ta trở thành hoa sen không dính nước, phải không? Tất cả mọi người tới dụ dỗ chúng ta việc này, dụ dỗ chúng ta việc kia, dụ dỗ chúng ta việc nọ, nhưng mà tất cả những này nó đều rơi xuống hết, giống như nước đổ trên hoa sen, nó đều rớt xuống hết. Không ai chi phối ta được hết, không ai dụ dỗ ta được hết. Thế ta nên dụ dỗ cũng không được. Bây giờ gì? Tức là chọc tức, phải không? Tức là chọc tức, tức là khích tiết chúng ta, để chúng ta nổi nóng lên. Thế nhiều người đó, thiệt ra đó, bị người ta kích. Khi người ta kích rồi, nổi nóng lên rồi, mất khôn rồi nữa, thì sẽ làm những cái chuyện sái quấy và sẽ thọ quả báo. Cho nên lúc bây giờ trên bước đường tu, làm sao mà chúng ta không bị dụ dỗ cũng như không bị kích động. Đây là trên bước đường tu. Nên ba nghiệp chúng ta đã thanh tịnh rồi, dụ dỗ cũng không được mà kích động cũng không xong. Thì cái trường hợp này đó, ta có thể tới với đạo được. Thế nên ta có thể tới đạo được. Thế nên thầy nhớ lại cái năm 1963, thì lúc bây giờ đó, cái chánh quyền Sài Gòn nó đàn áp Phật giáo. Mà bây giờ trong Ủy ban Liên phái bảo vệ Phật giáo đó, là cử thầy đi về đó để mà động viên Hòa Thượng Trí Tịnh đang tham gia vào trong cái Ủy ban Liên phái bảo vệ Phật giáo. Đây là sự. Nhưng mà lên gặp Hòa Thượng Trí Tịnh, thầy ngồi thuyết phục Hòa Thượng suốt cả một buổi. Hòa Thượng cứ ngồi lần chuỗi thôi, lần chuỗi. Thế nên tới cuối cùng thì cái trường hợp này không được, thôi thầy trở về. Đây là thật. Nhưng mà quý vị biết, khi mà tham gia vào trong Ủy ban Liên phái, thì trường hợp nó có những người chết rồi, có những người tù đày, có những người đủ thứ chuyện hết. Thành ra Hòa Thượng không bị cái này tác động. Thế nên không bị tác động, Ngài ở trong thiền thất, Ngài chuyên tu, cho nên thầy nghiệm ra sau này Ngài mới trở thành cái người lãnh đạo giáo hội chúng ta.
Lãnh đạo giáo hội chúng ta có một cái thời gian dài nhất là trên 30 năm nữa. Mà Hòa Thượng không làm gì hết. Không làm gì hết mà lại là người lãnh đạo. Cho nên Thầy nói chỗ này là Hòa Thượng ví như hoa sen. Tức là không tác động được. Dụ dỗ cũng không được, thuyết phục cũng không được, đe dọa cũng không được. Thành ra Hòa Thượng vẫn là Hòa Thượng thôi. Thành ra Thầy học ở Hòa Thượng Thánh. Cho nên nói là hoa sen là như thế, trì kinh Pháp Hoa là như thế. Để đi vào đạo là như thế đó, không bị chung quanh tác động. Ta đã vào cái định của vô lượng nghĩa xứ, tức là đầu tiên là tâm chúng ta không còn bị dao động với hoàn cảnh xã hội, với bên ngoài. Tất cả những cái này nữa không còn nữa. Cho nên chỗ này các Phật tử nên đọc nhớ lại cái câu mà Thầy viết đó. Trần duyên thuận nghịch tâm không thiết. Ta nói thuận ta không thích, nghịch ta cũng không thiết. Còn nếu mà hãy nghịch mà chúng ta bực bội, buồn phiền, thì cái trường hợp này chúng ta bị kẹt rồi. Thuận chúng ta ham muốn. Ở trên cuộc đời này chúng ta thường hay rơi vào trong hai cái thế đó, cái nghịch và cái thuận. Thế nên ai nói nghịch thì ta liền bực tức, ai nói thuận thì ta không biết là sao nữa. Nhưng mà Đức Phật dạy chúng ta nữa, dầu trời người cung kính chúng ta, dầu chư thiên xuống đây nữa cúng dường cho ta đi nữa, cái này chúng ta cũng nên phớt lờ, coi như cái chuyện này không cần thiết đâu. Thì đây là đi vào đạo nữa. Trời người cung kính chẳng lấy đó là mừng, ở trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy rõ trong cái phương tiện là như thế đó. Nếu hãy ta khởi được một ý niệm vui mừng thì ta rời chánh định, mà ta rời chánh định thì coi như công phu chúng ta mất hết. Đây là trên bước đường tu. Cho nên tự tịnh kỳ ý, tự tịnh kỳ ý là giữ cái ý cho thanh tịnh, chứ đừng để cho mọi việc cám dỗ. Mà gần nhất là Thầy nói xã hội cám dỗ. Cho nên khi nào mà quý vị đọc cái câu mà trần duyên thuận nghịch tâm không thiết, thì lúc bây giờ đó ta thực tập cho được cái đó. Những cái chuyện chung quanh chúng ta, ta không thiết nữa, ta không nghĩ nó nữa, mà ta nghĩ tất cả đều do nhân duyên thôi. Cho nên nhân duyên sanh ra tất cả các pháp thiện hay là ác là đều do nhân duyên sanh ra hết. Cho nên cái chuyện này chúng ta không bận tâm đó nữa. Thì như vậy đó, chúng ta vào định. Khi chúng ta vào định, chúng ta không nghĩ bất cứ cái việc gì hết, thiện hay là nghĩ ác. Thì cái này là gì? Tức là Pháp Hoa Tam Muội, phải không? Tức là định của Pháp Hoa. Nhưng mà ở trong Pháp Hoa Tam Muội, vào cái định này rồi thì sao? Ta không nghĩ bất cứ cái việc gì hết, nhưng mà trong lúc đó mọi việc xảy ra trên cuộc đời này ta đều biết hết, phải không? Mọi việc xảy ra trong đời này ta biết hết. Cho nên đây ta gọi là Pháp Hoa Tam Muội, hay là vô lượng nghĩa xứ Tam Muội. Còn cái người đó mà nhập định rồi, ngồi thiền rồi, không biết gì hết, phải không? Thì cái trường hợp này nó rơi vô cái chỗ diệt tận định, tức là cuối mục than nguội, chứ không phải là Pháp Hoa Tam Muội. Thế nên trên bước đường tu hành, cái người mà chứng được Pháp Hoa Tam Muội, họ không bị cuộc đời chi phối, nhưng mà không có một cái gì xảy ra họ không biết. Từ quá khứ cho đến hiện tại, cho đến vị lai, họ biết hết. Còn cái người mà nhập định rồi đó, ngồi như cục than đó, thì cái trường hợp này là không phải định của Pháp Hoa. Cho nên tất cả các Phật tử nhớ. Cho nên Đức Phật dạy vô lượng nghĩa, tức là để rèn luyện cho mình không bị cuộc đời này chi phối nữa, để cho cái tâm được yên tĩnh. Tâm được yên tĩnh mới nhập vào Pháp Hoa Tam Muội. Nhập vào Pháp Hoa Tam Muội thì sao? Cái việc đầu tiên là gì? Cái việc đầu tiên ở đây đó, bảo rằng nhìn thấy được cái tướng bạch hào của Đức Phật. Tướng bạch hào tức là cái tướng trí tuệ. Cho nên Đức Phật có một cái viên bạch hào ở trước này. Mà ta bảo đó là cái sợi lông trắng giữa chặng mày, phải không? Nắm kéo ra đó thì nó dài được một thước, thả thì nó thun lại ngay giữa trán này, quấn tròn như khu ốc, giống như hạt kim cương vậy đó. Cho nên ta gọi là bạch hào tướng của Đức Phật.
từ cái tướng bạch hào tiêu biểu cho trí tuệ này nữa, nó phóng đi một luồng ánh sáng chiếu về phương đông. Như vậy có nghĩa là Đức Phật khi đó Ngài ngồi về phương Tây và Ngài nhìn về phương Đông. Đấy. Cho nên khi mà ta lên núi Linh Thú đó, ta lên núi Linh Thú ở Ấn Độ đó, thì ta tới cái chỗ mà vị trí Đức Phật ngồi thuyết pháp ngày xưa đó, phải không? Thì ta thấy rõ. À, Đức Phật ngồi về cái hướng mặt trời lặn mà nhìn về hướng mặt trời mọc. Đấy. Cho nên cái người tu về Pháp Hoa đó, như Ngài Nhật Liên Thánh Nhân đó, thì Ngài cũng ngồi hướng Tây mà nhìn về phương Đông. Nhìn về phương Đông cho nên Ngài nhìn thấy mặt trời mọc lên ở dưới biển thì Ngài đắc đạo. Thế nên Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa là Ngài ngồi, Ngài nhìn về phương Đông. Nhìn về phương Đông có nghĩa là cái tướng trí tuệ Ngài nó chiếu về phương Đông. Nhìn về phương Đông, thấy về phương Đông mà thấy xa đến bao nhiêu? Tức là một muôn 8.000 thế giới, tức là 18.000 thế giới thôi. Cái ánh sáng trí tuệ Đức Phật rọi đi 18.000 thế giới. Thì bây giờ đó, khi mà Đức Phật phóng quang chiếu 18.000 thế giới thì sao? Tất cả chúng hội, tất cả chúng hội này đó, họ liền nhìn thấy Hoa Mạng Đà La rơi xuống và Hoa Mạng Thù Sa rơi xuống. Thấy hai cái loại hoa rơi xuống. Ta đã thấy Hoa Mạng Đà La và Hoa Mạng Thù Sa. Ta đã Hoa Mạng Đà La là gì? Là tiêu biểu cho sự an lạc. Cho nên muốn có kinh Pháp Hoa thì phải có một cái tâm an lạc trước. Tất cả các Phật tử khi mà vào đạo tràng tụng kinh Pháp Hoa mà tâm chúng ta chưa an đó, thì cái trường hợp dầu chúng ta có tụng đi nữa ta không vào được. Không vào bổn môn được. Có tụng kinh bổn môn cũng không vào bổn môn được. Cho nên cái điều đầu tiên đó là làm cho ta an trước. Thế nên làm cho ta an thì sao? Khi có Đức Phật còn tại thế, vì Đức Phật dùng thần lực để làm cho ta an, dùng đạo đức để làm cho ta an. Tại vì thần lực của Đức Phật, đạo đức của Đức Phật làm cho tâm chúng ta an. Cho nên tất cả các Phật tử nghiệm chỗ này thấy rất là rõ. Khi mà ta tới gần một cái người có đạo đức, chúng ta cảm thấy cái tâm mình an vui. Cái người mà có đạo đức, cái người mà tu, chân tu thật, ta tới, ta tiếp xúc, ta thấy tâm mình được an lạc. Từ một con người đạo đức thường trên cuộc đời mà ta nghĩ về Đức Phật, chúng ta thấy cái đạo đức của Đức Phật nó có cái sức cảm hóa con người tới cái mức độ nào. Đây là trên bước đường tu. Cho nên ngày nay chúng ta cách Phật xa, chúng ta không được nhìn thấy Đức Phật, có thể là không làm cho tâm chúng ta an. Nhưng mà khi nhập đạo tràng vô tướng, cho nên Ngài Nhật Liên Thánh Nhân dạy chúng ta ngồi yên để mà giữ cái tâm mình cho thật thanh tịnh, không bị cuộc đời này chi phối chúng ta nữa. Thì sao? Ta nhìn lên cái tượng Phật, quý vị sẽ thấy cái gì trước? Cho nên kinh nghiệm thầy thấy này. Tức là nhìn lên cái tượng Phật, nhưng mà mình thấy tượng Phật mình sáng lên, cái tượng Phật mình đẹp ra, và mình lúc đó mình có cảm giác như đây là Đức Phật. Đây là trên bước đường tu. Hay khi nào mà quý vị có cái trạng thái tâm như vậy đó, thì thầy nói là có kết quả trên bước đường tu. Đi vào cánh cửa bổn môn là chỗ đó. Chúng ta coi cái tượng Phật là cái tượng bình thường thì cái này không có gì hết. Rồi chúng ta nói cái tượng Phật này đẹp, cái tượng Phật kia xấu, mà theo cái kiểu nghệ thuật thì đây chúng ta là gì? Tức là một nhà nghệ thuật chứ không phải người tu. Nhưng mà thiệt ra khi chúng ta tu, ta nghĩ về Phật, nó có một cái điều rất đặc biệt. Bảo rằng nhìn đâu ta cũng thấy Phật. Thế nên nhìn đâu ta cũng thấy Phật. Nhìn mây cũng thấy Phật, nhìn núi cũng thấy Phật. Thì trong lúc đó nó là gì? Tức là ở trong tâm thức chúng ta nghĩ về Phật mạnh. Cho nên ta nhìn lên cái tượng mà ta liền nghĩ ngay đó là Phật. Cho nên nhìn lên cái tượng mà ta thấy cái tượng là Đức Phật. Đức Phật cũng nhìn ta. Nên Đức Phật cũng nhìn ta.
ta nhìn Đức Phật. Cho nên quý vị thấy là ở trên chùa mình thì nó có cái đặc biệt đó, là thờ Đức Phật nhìn xuống. Có thấy khác các chùa khác không? Các chùa khác đó, Đức Phật nhìn lên, Đức Phật nhìn ngang, phải không? Mà đây đó, thầy làm cái tường đó, thầy nói là bắt buộc là phải làm nhìn xuống. Tại sao vậy? Tại mình ở dưới nhìn lên, cho nên nó Phật ở trên nhìn xuống. Thành ra các Phật tử lên trên chùa có thấy vậy không? Có ai cảm giác như Đức Phật nhìn mình không? Cho nên mình nhìn lên Phật, mình thấy Phật nhìn mình. Mà hãy khi mà mình nhìn lên Phật mà thấy Phật nhìn lại mình, rồi mình thấy cái ánh mắt của Đức Phật đó, nó tỏa ra cái sức sống, phải không? Thành ra nếu cái lúc đó mình quên, mình tưởng đây là Phật thiệt đó, thì như vậy đó chúng ta đã nhập đạo tràng vô tướng, tức là đi vào bổn môn là chỗ đó. Nó khó là chỗ đó. Cho nên khi đó tâm chúng ta hoàn toàn đứng yên và nhìn thấy được Đức Phật mỉm cười nhìn ta, thành ra giữa ta và Phật nó có một cái gì kết nối mà. Cho nên mượn cái tượng để chúng ta nghĩ về Phật, mượn cái tượng Phật để chúng ta nghĩ về Phật. Cho nên lúc bây giờ giữa ta và Phật nó có cái gì kết nối, mà khi ta nhìn thấy Đức Phật nhìn ta và Đức Phật mỉm cười thì quý vị thấy sao? Trong lòng mình cảm thấy vui, phải không? Cho nên trong lòng mình cảm thấy vui, cái điều này là điều quan trọng. Cho nên cái niềm vui này nữa, ta gọi là Hoa Mạng Đà La. Thành ra trong kinh mà nói Hoa Mạng Đà La, Hoa Mạng Đà La tức là hoa trời, trời là tiêu biểu cho vui. Thành ra trời là không biết buồn. Đức Phật nói là khi nào chư thiên mà cảm thấy buồn thì cái trường hợp đó hết phước rồi, đọa. Cho nên trời là không bao giờ biết buồn. Cho nên ở trên búi tóc của chư thiên là đều có một cái hoa, ta gọi đó là Hoa Mạng Đà La. Mà cái hoa này bao giờ héo nữa thì cái ông trời này nó sẽ đọa xuống trần gian. Nhưng mà dầu họ bị đọa đi nữa đó, họ xuống trần gian đó thì họ cũng còn hơn mình bước, phải không? Họ xuống trần gian vì họ là tiên, cho nên tiên giáng trần thì nó lại khác hơn người trần chút. Đấy. Cho nên ta nhìn kỹ rồi nữa, ta nhìn vào trong xã hội chúng ta sống, nhìn vào cuộc đời nữa, thành nên chúng ta có thể phát hiện được những cái người mà ta gọi là tiên giáng trần. Cái tiên giáng trần tuy là người trần nhưng mà cái cốt cách của thần tiên họ có. Đấy, cái phước đời trước họ còn. Cho nên cái cốt cách của họ là gì? Tức là họ luôn luôn lúc nào nữa ta nhìn mặt họ như là cái hoa nở hoa, họ không bao giờ biết buồn. Cái tính chất của thần tiên là chỗ đó. Ta nếu người mà biết buồn thì cái người đó không phải là thần tiên. Cho nên đầu tiên mà ta nhìn cái tượng Phật, thấy Phật nhìn ta mỉm cười, chúng ta thấy trong lòng mình nó vui, phải không? Nó vui, cái này đó là tự vui ở trong lòng. Tự ở trong lòng chúng ta nó cảm thấy vui. Mà nó vui ở trong lòng chúng ta nó kèm theo cái tâm thanh tịnh do chúng ta nhập định. Ta nên do chúng ta nhập định, do chúng ta tập trung tư tưởng lại để nhìn Phật mà thấy Phật mỉm cười, cho nên ta có cái vui. Nhưng mà cái vui đó là cái vui thanh tịnh. Thành ra tất cả các Phật tử nghiệm, nó có hai cái vui trên cuộc đời. Cái vui giả tạm. Cái vui giả tạm là thí dụ như bây giờ chúng ta đi vào rạp hát. Chúng ta đi vào rạp hát, chúng ta coi một cái gánh xiếc chẳng hạn, nó biểu diễn. Thì tất cả những cái vui này nữa, nó là vui giả tạm. Cho nên nó có rồi, nó sẽ hoàn không. Khi có nó thì ta vui, mất nó thì chúng ta liền buồn. Nhưng mà cái vui của người tu hành này là vui trong định. Cho nên cái vui không bị hoàn cảnh bên ngoài chi phối, mà do cái định của chúng ta. Cho nên từ cái chỗ Phật gia bị tới cho ta, cho nên ta vẫn giữ được cái niềm vui này nó miên diễn hơn. Và sau khi một cái thời khóa tu của chúng ta như thế thì tâm của chúng ta an lạc và trí chúng ta sáng hơn. Đây là trên bước đường tu. Cho nên kinh nghiệm tu đó thầy thấy vậy.
Cho nên khi nào mà hoàn cảnh nó khó khăn, không tự giải quyết được á, là phần nhiều là thầy đóng thất và tụng kinh lại Phật để tìm cái sự gia bị của Đức Phật á. Thì sau đó nó tâm mình thấy an ổn hơn và trí mình sáng suốt hơn, và mình có thể quyết định mọi việc đó, nó được tốt đẹp hơn. Đó là cái kinh nghiệm mà tu của thầy. Cho nên vào cái cánh cửa vô lượng nghĩa hay là vào cánh cửa bổn môn đó, là bằng cách này, bằng cái lời dạy của Đức Phật đó, là không làm việc ác và chỉ giúp đỡ cho những người chung quanh ta có duyên.